Ngày 10 tháng 9, Công an huyện Dương Minh Châu cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Gia Hưng, sinh năm 2008, ngụ thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản. Trước đó, đối tượng Nguyễn Gia Hưng có quen biết với chị M, 16 tuổi, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu. Đối tượng Hưng yêu cầu chị M đưa 7 triệu đồng để tiêu xài. Chị M không đồng ý nên đối tượng Hưng đã đe dọa sẽ đánh. Sau khi hẹn gặp, ngày 6 tháng 9 năm 2024, chị M điều khiển xe mô tô một mình đến nhà trọ gặp đối tượng Hưng. Tại đây, do không có tiền đưa cho đối tượng Hưng, nên Hưng đã đánh chị M và dùng cây dao tự chế đã chuẩn bị sẵn đe dọa sẽ đâm nếu M không đưa tiền. Thấy trên tay nạn nhân có đeo lắc vàng, Hưng yêu cầu chị M bán đưa tiền cho mình. Hoảng sợ, nạn nhân đã tự tháo chiếc lắc đưa cho Hưng cất giữ. Cả hai ra tiệm vàng thế chấp được 5 triệu đồng, nạn nhân thế chấp thêm chiếc nhẫn đang đeo trên tay được 7 triệu rồi đưa hết tiền cho Hưng. Sau khi có tiền, đối tượng Hưng tiếp tục điều khiển xe mô tô chở chị M đến nhà trọ lấy cây dao, rồi tiếp tục điều khiển xe về nhà tại ấp Phước Lợi 2, xã Suối Đá. Trên đường về, lợi dụng đối tượng sơ hở, chị M đã thoát xuống xe kêu cứu. Sau khi về đến nhà, chị cùng gia đình đến công an huyện Dương Minh Châu để trình báo vụ việc. Bằng các biện pháp điều tra, Công an huyện Dương Minh Châu đã truy bắt đối tượng Nguyễn Gia Hưng ngay sau đó. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.